thuốc gia truyền Lương Y Lê Thanh Chi, hân hạnh kính chào quý khách. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống y thuật lâu đời. Tuy vậy, ngay từ khi còn trẻ, Lương Y Lê Thanh Chi lại ra đi theo tiếng gọi Tổ quốc, làm nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả, bảo vệ từng cột mốc biên cương, giữ bình yên nơi địa đầu vùng Đông Bắc cho đất nước. Trong cuộc đời nhiều ngã rẽ như thế, với niềm đam mê y thuật, tấm lòng lương thiện và một trái tim biết đồng cảm, chứng kiến nhiều nỗi đau và mất mát do các cơn bệnh hiểm nghèo gây ra, Lương Y Lê Thanh Chi luôn đau đáu trong lòng một nỗi niềm khó nói. Chính vì thế mà ông quyết tâm tìm tòi nghiên cứu các tài liệu về y học, đặc biệt là nắm bắt, đọc thêm nhiều sách y học cổ truyền và y học Trung Hoa, để từ đó rút ra các tinh hoa, đúc kết được những bài thuốc đặc sắc của riêng mình. Để tiếp nối nghiệp lương y của cha ông, Lương Y Lê Thanh Chi đã phải trải qua muôn vàn khó khăn trên con đường tìm kiếm những phương thuốc chữa bệnh cứu người, những thất bại và nhiều lần nản chí. Cuối cùng, những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim, và sự vất vả nào rồi cũng được đền đáp xứng đáng. Hiện nay, Lương Y Lê Thanh Chi là một trong những thành viên ưu tú của Hội Đông Y thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Phòng khám của ông cũng chính là địa chỉ vàng cho những bệnh nhân mắc bệnh khó chữa, đặc biệt là bệnh lý xương khớp, viêm đa khớp, bệnh gút, tai biến đau đầu kinh niên, đau dạ dày, thận, gan, mất ăn, mất ngủ. Giản dị, ân cần và sắc bén với nghề, đó là cảm nhận của mỗi ai khi gặp vị lương y này. Sau hơn 20 năm tận tâm với nghề làm thuốc và chữa bệnh cứu người, lương y đã chữa khỏi, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho hàng ngàn bệnh nhân trên khắp trong và ngoài nước. Với phương châm nam dược trị nam nhân, cùng y đức và tâm nhân trong sáng của một người lương y xuất thân từ gia đình đều làm nghề thầy thuốc, Lương Y Lê Thanh Chi đã nghiên cứu nhiều bài thuốc quý có nguồn gốc từ thiên nhiên để cứu giúp cho hàng ngàn bệnh nhân trên cả nước đạt thành công mỹ mãn. Tiếng lành đồn xa, hiện nay rất nhiều kiều bào ở nước ngoài biết đến cũng tìm về nhà thuốc của ông để điều trị bệnh. Ai nấy đều tìm thấy niềm vui khi mình được thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đồng cảm với bệnh nhân đã mang bệnh tật trong người, lại có những trường hợp bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh éo le, lương y không nề hà dậy sớm thăm hỏi bệnh tình, bốc thuốc để cho bệnh nhân sớm được về chữa bệnh. Sau hành trình kiên trì cứu giúp người bệnh, khắp mọi nơi bệnh nhân tìm đến ngày càng nhiều, từ người già người trẻ cùng với nhiều loại bệnh, nhiều triệu chứng khác nhau. Với mỗi trường hợp, lương y luôn tận tình nghiên cứu, phân tích tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, từ đó bắt mạch kê đơn đúng bệnh để người bệnh sớm trở về cuộc sống bình thường. Bằng tất cả niềm đam mê, nhận thức được sự vĩ đại và bao la của y học, cả cuộc đời lương y luôn dành thời gian để nghiên cứu nghề y. Đó không phải là nghiên cứu và chữa bệnh ngay tại cơ sở, mà là các nghiên cứu thực tế trong nhân dân, trong xã hội. Ông đến tận những địa chỉ nổi tiếng trong nhân dân với các bài thuốc bí truyền thần kỳ, không ngại lăn lộn tới những vùng xa xôi hẻo lánh để giúp đỡ bà con vượt bệnh, cũng là để tìm hiểu học hỏi những phương pháp mới, những bài thuốc hay nhằm giúp đỡ cộng đồng. Không chỉ chăn trở tìm cách chữa bệnh cứu người, Lương Y Lê Thanh Chi còn là người luôn luôn đi đầu trong các phong trào từ thiện, nhân đạo, gắn kết nhân dân, luôn có nhiều ý tưởng, nhiều chương trình xây dựng quỹ khuyến học, hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó. Ông không ngừng tìm ra các phương pháp để giảm thiểu chi phí cho bệnh nhân. Bên cạnh đó còn xây dựng các khu chữa bệnh với cơ sở vật chất khang trang, hỗ trợ các bệnh nhân ở xa, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được ở lại để tiện cho việc thăm khám và chữa bệnh. Cả đời vì sự nghiệp chữa bệnh cứu người, với tấm lòng nhân hậu, tận tâm với nghề, y thuật cao, Lương Y Lê Thanh Chi được nhà nước tôn vinh với rất nhiều giải thưởng và bằng khen uy tín, như nhận bảng vàng trong lễ vinh danh trái tim vàng vì sức khỏe cộng đồng, cùng nhiều bài viết tôn vinh lương y tiêu biểu của các tạp chí uy tín như Tạp chí Đông Y, Trang Vàng Đông Y, Pháp Luật Xã Hội, Phật Giáo Việt Nam. Với cái tâm của người chữa bệnh, lương y như tử mẫu, Lương Y Lê Thanh Chi luôn xem sức khỏe của người bệnh như chính bản thân mình, mang đến dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng và chuyên nghiệp nhất, làm hài lòng mọi khách hàng gần xa. Những trường hợp mà Lương Y đã điều trị hiệu quả thật không sao đếm xuể. Ngoài chuẩn trị, Lương Y còn luôn ở bên trấn an, động viên tinh thần người bệnh để họ kiên trì chữa bệnh. Sự ân cần, chu đáo trong tư vấn, khám chữa bệnh của Lương Y Lê Thanh Chi đã giúp nhiều người bệnh vượt qua những cơn đau hiểm nghèo, đem lại hạnh phúc trọn vẹn và giành được cảm tình của rất nhiều gia đình. Để được tư vấn và chữa bệnh, quý khách có thể liên hệ
nhà thuốc gia truyền lương y Lê Thanh Chi. Địa chỉ: thôn 6 Long Bình, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Hotline: 0336 942 119, 0346 379 211. Trân trọng cảm ơn.